Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên đánh giá review các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Hôm nay là em có một con Chovit Minan được trang bị cặp vành rất là tốt, cặp vành full carbon, full carbon, trọng lượng là cực nhẹ các bác nhé, chuyển số thì cực kỳ mượt mà, bộ chuyển động là cũng full hết Shimano 105 từ đùi đĩa đè tay bấm vào cụm phanh. Là em sẽ vào quay chi tiết cho các bác xem. Con này là được trang bị đôi vành carbon Kenwin. Đấy, Kenwin F50C carbon fiber các bác nhá. Vành này siêu nhẹ luôn. Cối lổ Meyer siêu to. Lít 11 tầng. Củ đè 105. Đùi đĩa 105. Con này răng 5939. Đấy. Răng tận đến 59 cho đĩa to và 39 cho đĩa nhỏ. Các bác mà thích đua bơi rồi chơi con này là yên tâm là mắc capit. Gạt đĩa Shimano 105 luôn. Về phần sơn thì khá là đẹp, không có vết xước nào đáng kể. Trước sơ sơ cũng ít luôn, rất là đẹp. Đấy, bác nhìn thấy quả này nó quay là nó biết nó bọt đến đâu cả. Yên này, yên cho capit. Đấy, mày ơi bon chưa? Này nó cứ lờ đờ nó quay từ lẫy rồi. Cụm phanh 105, tay lắc 105. Chovit Milan. Full carbon, bánh carbon, full 105. Giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động cho các bác xem chiếc xe này nhé. Để phù hợp với cái chiều cao là bao nhiêu, người cao bao nhiêu. Cái này size nó cũng khá là vừa vừa đấy. Từ trung tâm trục đạp này đến đến khóa cọc yên là size 50. Đấy. Giống ngang là size 52. Đứng 50, ngang 52. Phù hợp cho các bác từ khoảng mét 1m68 đổ lên đến 1m78. 1m68 đến 1m78 đi được con này, chứ còn dưới tầm dưới 1m68, dưới 1m7 là không đi đâu. 1m62 không đi. 1m68, 1m7 đổ lên 1m78. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Đấy, bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chuyển động cho các bác xem nhé. Một chuyển động mượt thôi. Đề 105, full 11 nip. Meyer cối lổ vi vòng vành carbon. Cặp bánh cặp là cái này là thương hiệu Kenwin. Đấy, các bác nhìn thấy là số nip rất là trơn tru mượt mà luôn. Đĩa răng to dành cho các bác bơi đua bơi thoải mái luôn. Rất là mượt. Con này em quay hơi lâu một tí để cho các bác xem cái độ trớn của cái bánh này. Bánh carbon nhưng trọng lượng siêu nhẹ nên là nó quay rất là lâu, đi nó không mất lực. Trọng lượng nhẹ, full carbon hết từ khung cho đến vành bánh.
Đấy, quay lâu chưa bác? Để hơn phút rồi vẫn quay cho vo. Vâng, và xe có giá rất tốt bên em là 23 triệu 800. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo cho em qua số 0975709943 để em tư vấn trực tiếp nhé. Trang bị vành cặp Kenwin F50C cùng phun carbon và phun bộ chuyển động Shimano 105 với cái bánh trước nó quay nó không có cái cá líp. Rồi, bánh trước nó không có cái cối líp như bánh sau cho nên nó không bị lực cản nhiều như cối líp tanh tách. Nó quay từ giờ đến khoảng 5 phút nữa không dừng. Đấy, 23 triệu 800. Rất mượt, phun carbon trọng lượng con này là chắc khoảng tầm 7 cân trên 7 cân tí. Chính xác ở nhà em không có cân treo nên nó cũng không rõ. Vâng, và các bác nhớ ấn đăng ký kênh cùng ấn chuông để theo dõi các cái xe khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.